Mà nếu mình không tự do tâm trí với các con của mình ấy, thì con của mình nó ở bên cạnh mình nhưng lúc nào nó cũng có cảm giác đề phòng, hay là sợ hãi, hay là cảm giác không thoải mái. Và đấy là một cái môi trường lớn lên không hề tốt cho con nhé. Thì em cũng rất là bối rối, và em thật lòng mà hôm nay là em rất là mong muốn được nhờ cô giúp đỡ trong cái vấn đề này. Giữa em cái con gái, em rất là mong muốn là tìm được hai mẹ con có cái sự đồng điệu với nhau hơn, vì là em cũng rất là thương con gái em, và cả hai con em cũng nói thật với cô nói cũng rất là đúng, vì là hai con thì là một người mẹ thì con nào cũng như con nào, nên là em, nhưng mà em chưa tìm được cái cảm xúc là gần gũi được với con gái lớn. Em không hiểu lý do tại sao. Ok, cũng có nhiều người giống như chị đấy. Có nghĩa là mình rất là thương nhưng mà không hiểu mình, và gọi là, nói tóm lại là đánh phủ đầu một câu là không hợp. Đấy, đánh phủ đầu một câu là không hợp. Mình không hợp với đứa này, mình chỉ hợp với đứa kia thôi. Nếu mà bình thường trong Zoom tôi dạy ấy, là tôi sẽ nói là hơi ngốc nghếch. Khi mà nói không hợp với người này, không hợp với người kia, thực tế ra đỉnh cao nhất của cuộc đời là hòa hợp. Ta là một và tất cả, ta là những gì ta muốn là. Ta hòa hợp với tất cả luôn. Nó giống như khi mà Đức Phật, cái đêm giác ngộ đó, và Ngài cầm chiếc lá bồ đề lên và Ngài nói là trong chiếc lá này có tôi, trong chiếc lá này có trăng, có sao, có nước, có cát, có đất, có tất cả mọi thứ ở đây. Và trong mình cũng có tất cả mọi thứ đấy. Nên đỉnh cao nhất của cuộc đời là hòa hợp. Và tôi cũng phân tích cho các anh chị nâng tầm về 10 bức tranh đấy. Và cái bức tranh thứ 8 của đạo giáo là một cái vòng tròn trống trơn, không có gì cả. Đấy chính là đạt đến cái trạng thái hợp nhất. Nên đỉnh cao nhất của cuộc đời là sự nhất thể, hòa hợp. Nên mình không thể nói là mình chỉ hợp với người này, mình không hợp với người kia. Đấy là mình không có một sự nhận biết bức tranh tổng thể. Nên mình mới nói như vậy. Và trong 33 tư duy xuất chúng thì tôi có hỗ trợ các anh chị một tư duy. Khi bạn biết ít, bạn bất đồng, bạn không đồng ý. Khi bạn biết nhiều, bạn tương đồng, bạn đồng ý. Ví dụ khi mà bạn suốt ngày đi đó đi đây, hay là suốt ngày bạn chả đi đâu cả, bạn nhìn thấy một người phụ nữ Tây, họ mặc áo tắm, quần thì lọt khe, áo thì che hai đầu tí thôi, và bạn bảo ôi giời ơi khiếp, mặc ghê thế, trông á, nưng nứng cái đít thế kia, ví dụ thế đấy. Nhưng nếu mà bạn đi nhiều thì bạn nhìn thấy rất nhiều cái cảnh đấy, và bạn tôn trọng thế giới quan của họ thì bạn sẽ không còn phán xét họ nữa. Hay ví dụ như bạn ra công viên, bạn thấy một cặp đôi hôn nhau và bạn bảo khiếp, vô duyên, hôn nhau ở nơi công cộng. Nhưng nếu mà bạn có sự hiểu biết thì bạn nhìn thấy, bạn bảo ôi ôi, ngưỡng mộ tình yêu của họ thế, kiểu như thế. Nên là cùng một cái tình huống nhưng có thể bạn phán xét, hoặc có thể bạn hòa hợp và thả lỏng với cái tình huống đấy. Nên là khi bạn biết ít thì bạn thường bất đồng và bạn không đồng ý. Không đồng ý thì gây ra là những người phải làm theo ý của mình thì mình mới hợp, mình mới ok. Còn những người mà không theo ý của mình thì mình cảm thấy ấy không phải phe tao, và mình thấy không ổn, kiểu như vậy. Và mình tách rời. Nhưng khi bạn biết nhiều thì bạn tương đồng và bạn đồng ý, bạn tôn trọng thế giới quan của tất cả mọi người. Họ thấy hợp lý thì họ mới làm cái điều đấy. Thế nên đấy là cái sự hòa hợp của tất cả chúng ta nhé. Chứ đừng nói là em chỉ hợp với người này, em không hợp với người kia. Các anh chị, rồi bây giờ rơi vào cái tình huống cụ thể là chị Yến và cô con gái 11 tuổi. 11 tuổi là tuổi hợp với tất cả mọi người. Một đứa trẻ, các anh chị, thuần khiết vô cùng luôn, cực kỳ thuần khiết. Thế thì vì sao mình lại không có cảm nhận được cái ôm thật sự với con?
vì sao mình lại không cảm nhận được cái đứa trẻ này nó tuyệt vời như thế nào. Trong buổi Zoom hôm nay thì tôi không thể nào mà tôi coach cho chị để mà tìm ra nguyên nhân gốc rễ, nhưng mà tôi sẽ hỗ trợ chị như thế này. Ví dụ có những tình huống tôi coaching, mẹ không ôm được con là bởi vì trước đây khi mà mẹ mang bầu ấy, mình gọi là cái bào thai ngoài ý muốn. Bào thai ngoài ý muốn. Và lúc nào mình cũng bảo sao mà mình lại mang bầu cơ chứ, chẳng qua mình nhỡ, sao mình ngu thế nhỉ đấy. Và mình không có kết nối với cái bào thai đấy. Và khi mình không có kết nối với bào thai đấy thì ngay từ trong bụng mẹ là con đã bị từ chối rồi, và mình cũng đã từ chối con rồi. Nên là khi mà con hiện diện ngoài cuộc đời này thì mình vẫn đẩy con như bình thường, mồm thì vẫn mẹ mẹ con đấy, nhưng mà bên trong vô thức không có sự kết nối, bởi vì ngay từ trong bào thai không có sự kết nối. Hay đơn giản như thế này thôi, một vài những cái tình huống chồng mình mong ước có con trai, mình cũng mong ước có con trai, nhưng mà rồi lại là con gái, và rồi mình có một cái cảm xúc thất vọng ở một thời điểm nào đấy thôi nhé. Chứ không phải là thất vọng ê chề trong một tháng liền hay là trong một năm liền, không phải. Mình chỉ có một cái khoảnh khắc thất vọng ở một cái thời điểm nào đấy thôi, là ôi sao lại là con gái nhỉ, kiểu như vậy ấy. Thì con lúc đấy nó cũng rơi xuống vực thẳm rồi đấy. Biết thì con không biết gì đâu, nhưng cảm thì con cảm được 100% luôn, là con cảm nhận được. Và từ thời điểm đấy là cũng hụt hẫng rồi. Và sau này khi con chào đời thì mình vẫn cho con ăn, cho con mặc, vẫn ôm ấp con, nhưng mà lại không kết nối được thật sự sâu sắc với con. Và sau này thì mình bảo ấy, mình không hợp nó, mình không hợp nó. Đấy. Không phải đâu, bởi vì có thể mình tổn thương, rồi mình vô tình làm con tổn thương, nên dẫn đến là chúng ta không kết nối với nhau được sâu sắc. Thì như vậy. Chứ còn hợp hết, chứ không phải không hợp. Nên chị Yến quyết tâm vào cốt vấn đề là được cốt với chuyên gia 3 buổi rồi. Vào được nâng tầm thì là tốt, thì được cốt 5 buổi. Thì các chuyên gia của Minh Chí Thành sẽ hỗ trợ chị để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, là làm thế nào mà bây giờ mình lại không có kết nối sâu sắc được với con của mình. Giống như là cái bạn trai, mình không thật sự tự do tâm trí với các con của mình. Mà nếu mình không tự do tâm trí với các con của mình ấy, thì con của mình nó ở bên cạnh mình nhưng lúc nào nó cũng có cảm giác đề phòng, hay là sợ hãi, hay là cảm giác không thoải mái. Và đấy là một cái môi trường lớn lên không hề tốt cho con nhé, các anh chị nhé. Một cái cây lớn lên được hay không, nó không hẳn chỉ là phân bón lân đạm đâu, mà là cái môi trường ở đấy, cái năng lượng ở đấy có thoải mái không. Ví dụ như năng lượng đấy suốt ngày chửi rủa, cãi vã, gào thét thì chẳng thoải mái tí nào cả, nhưng cái năng lượng yêu thương đong đầy chăm sóc thì lại rất là thoải mái. Các anh chị đến Minh Chí Thành của chúng tôi hôm cây cực tốt, vì cái chị tạp vụ là cả ngày chị nói chuyện với cây, cả ngày chị nói chuyện với cây. Mà trong phòng của tôi cây bò khắp phòng, cây bò khắp phòng của tôi luôn ấy. Đấy, trong phòng tôi có rất nhiều cây mà cây lổ ngổm bò khắp phòng luôn, bò hết cả lên cửa kính cao vút các anh chị. Rồi bò ra cả hai bên, bò khắp luôn. Thế mà có một hôm các bạn ấy họp, mượn phòng tôi họp, các bạn ấy kéo cái tivi vào, và rồi các bạn ấy làm gãy mất hai cái ngọn cây. Thế mà chị vào chị là ui bà xin lỗi con nhé, hôm nay bà không để ý để mà gãy mất hai ngọn cây như thế này. Đấy, bà lại bắt đầu vun vén vào. Nên là cây trầu bà mà bò khắp phòng luôn các anh chị, như là vườn rau luôn, vườn cây luôn đấy. Nên là con cảm nhận được hết đấy, 100% đấy, được chưa chị Yến ơi? Hiểu được nguyên nhân gốc rễ chưa nhé? Có nguyên nhân gốc rễ ở đấy. Đấy thì sau này mình được chữa lành thì mình sẽ tìm ra được. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.